Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chương trình bảo hiểm nhân thọ với quyền lợi sống Living Benefit. Đó là cái gì? Một gia đình đang vui vẻ hạnh phúc bên đứa con thì bỗng người vợ đột quỵ vào lúc nửa đêm các bạn. Thì các bạn thấy là người chồng này khóc lóc và anh ta không thể nào một mình chăm sóc cả gia đình anh ta được. Thì các bạn thấy là người vợ đang khỏe mạnh, tự nhiên cái ngủ một giấc xong cái bị đột quỵ các bạn. Bị đột quỵ và phải nằm liệt giường. Thì sau đó thì cô ta lại bị tai biến các bạn và phải đi phẫu thuật não. Thì các bạn thấy là cái hoạt động hàng ngày bây giờ đang bị gián đoạn. Cô ta đang cố gắng để lấy lại sức khỏe của cô ta. Nhưng mà các bạn thấy là cuộc sống bây giờ nó không giống như hồi xưa nữa các bạn. Thì ở trong video này cái mục đích mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn phải có một cái hồ sơ bảo hiểm với quyền lợi sống. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thí dụ như các bạn có cái hồ sơ bảo hiểm, các bạn không bị gì mà các bạn chỉ bị tai biến thôi thì vẫn được đền, để có tiền để xây sở trong những ngày tháng các bạn bị bệnh. Các bạn thấy ở trong video này cái cô gái này cổ bị bệnh, có bị liệt thì người chồng khóc lóc không thể nào mà giống như là trụ nổi nữa các bạn. Anh ta phải đi làm chăm sóc cho vợ, rồi phải chăm sóc cho gia đình để đi kiếm tiền nữa. Thì các bạn thấy là nếu như mà có được một cái hồ sơ bảo hiểm và được đền bù thì các bạn sẽ được đỡ phần nào về cái gánh nặng kinh tế, các bạn sẽ lo được gia đình của các bạn. Đó chính là cái quyền lợi của chương trình Living Benefit. Mình muốn mượn video này để cho các bạn thấy cái hay của cái chương trình quyền lợi sống của bảo hiểm như thế nào. Ở trong video mình mới chia sẻ với các bạn á, là một gia đình trẻ, vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng mà tai họa ập tới các bạn, thì cái người vợ á, là còn rất là trẻ. Và tự nhiên cái cô ta ngủ một đêm, cô ta không tỉnh dậy các bạn, tại vì cô ta bị đột quỵ. Thì người chồng ngay lập tức là đưa cô ta vô bệnh viện cấp cứu các bạn. Cuộc sống bị đảo lộn. Các bạn biết không, cái chương trình bảo hiểm Living Benefit là gì? Có nghĩa là nếu như mà các bạn có bảo hiểm á, mà các bạn không chết á, mà các bạn chỉ bị đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim á, thì các bạn sẽ được bồi thường theo cái chương trình Living Benefit. Các bạn đừng tưởng là mua bảo hiểm là chỉ có chết mới được đền, các bạn nhớ ha. Thì ở trong cái video này á, cái gia đình này đang rất là hạnh phúc, nhưng mà không may cái người vợ bị đột quỵ các bạn. Cô ta không thể đi làm, cô ta không thể nào trở lại cuộc sống bình thường được. Thì tất cả cái gánh nặng á, nó đổ dồn vào cái người chồng. Bây giờ cái người chồng là phải đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình. Ngoài ra người chồng này còn phải giống như là chăm sóc cho người vợ bị đột quỵ và một đứa con, gánh nặng kinh tế, áp lực, không? Thì nếu như mà trong cái trường hợp này á, nếu như mà cái gia đình này mà họ có cái bảo hiểm á, thì mình nói ví dụ bảo hiểm 1 triệu đô đi, thì với chương trình Living Benefit á, các bạn được bồi thường tới 80%, tương đương là 800 mấy ngàn đô la. Thì nó có thể nó giúp đỡ một phần nào cho cái anh chồng này, vừa bớt cái gánh nặng là phải chăm sóc cho vợ, phải đi làm kiếm tiền, lo nhà, lo cửa. Với cái chương trình Living Benefit này á, cái quyền lợi sống này á, có thể bồi thường cho cô vợ này, mặc dù cô vợ này không có chết, chỉ là bị liệt thôi các bạn, thì đền tới 80%. Thì anh chồng này có thể ở nhà để mà lo cho người vợ toàn tâm toàn ý, anh ta không cần phải đi làm, để có tiền bồi thường của bọn công ty bảo hiểm. Nhưng mà trong cái trường hợp này có thể là gia đình này họ không có bảo hiểm các bạn, cho nên anh chồng này anh phải gồng gánh cái gia đình này, phải lo cho vợ, cho gia đình, cho nên anh ta hơi bị áp lực kinh tế các bạn ha. Sau khi các bạn coi cái video này xong á, mình hy vọng các bạn sẽ gọi cho mình để mình tư vấn cho các bạn về chương trình bảo hiểm nhân thọ với quyền lợi sống Living Benefit. Các bạn nên nhớ Living Benefit đó, có nghĩa là các bạn bị đột quỵ nè, nhồi máu cơ tim nè, bị liệt nè, mà các bạn không có qua đời đó, nó vẫn đền cho các bạn nhé. Cái số tiền này các bạn có thể dùng để trang trải cuộc sống. Giống như trong cái video này, trong cái hoàn cảnh này đó, thì cái người vợ này, thí dụ cô ta có cái bảo hiểm đi, thí dụ cô ta có cái bảo hiểm 1 triệu đô, chẳng may cô ta bị đột quỵ ở nửa đêm đó, ngày mới cô ta không tỉnh lại. Các bạn thấy là cô ta bị đột quỵ vào ban đêm, anh chồng sáng thức dậy thì anh chồng lay cô ta không dậy các bạn. Cuộc sống bị đảo lộn. Thì ngay lập tức các bạn có được một cái sự bồi thường từ công ty bảo hiểm
80% của chương trình Living Benefit. Các bạn có tiền để xây sở, các bạn có tiền để trả tiền nhà. Các bạn hiểu là cái trong cái thời gian này là có thời gian khó khăn của gia đình này. Đó, thì anh chồng này anh không thể nào mà vừa đi làm mà vừa chăm sóc cho người vợ này được. Các bạn một mình là không thể nào mà quán xuyến nổi. Các bạn biết không? Có cái bảo hiểm nhân thọ nó đỡ được cái phần nào. Thật sự mà nói á, mình hay khuyên các bạn là còn trẻ, còn khỏe, thợ neo á, họ bỏ ra bao nhiêu? $5 mỗi ngày. $5 mỗi một ngày tương đương với một ly cà phê. $5 mỗi một ngày tương đương với một ly trà sữa full topping để có được một cái bảo hiểm nhân thọ. Các bạn còn trẻ, các bạn có thể mua một cái bảo hiểm $1,000, $2,000, nó rất là rẻ. Nó rất là rẻ. Các bạn thấy ở trong video này không? Nếu như mà cái gia đình này mà có một cái bảo hiểm $1,000, $2,000 đó, thì anh chồng này ảnh sẽ không chịu, ảnh sẽ không bị áp lực nặng nề từ kinh tế rồi